Thưa quý vị, mới đây, đường dây nóng Alo V9 của chúng tôi đã nhận được đơn thư từ người dân ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh với sự bức xúc về việc là họ phải chịu đựng mùi hôi từ rác thải suốt hàng chục năm trời ngay chính khu vực mà mình đang sinh sống. Vâng, đó là phản ánh của người dân sinh sống ở gần khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, nơi mà hàng ngày phải xử lý tới hơn 3.000 tấn rác. Người dân phản ánh là hàng chục năm nay, họ phải sống chung với mùi hôi từ bãi tập kết rác. Nhà cửa thì phải đóng kín, che hết các khe hở, nhưng mùi hôi vẫn nồng nặc. Theo nhiều người dân thì nguyên nhân là vì công nghệ xử lý rác không hiệu quả. Và nhiều năm nay thì họ đã phản ánh vấn đề này đến chính quyền địa phương, nhưng không được giải quyết. Họ vẫn phải sống với tình trạng môi trường bị ô nhiễm nặng và ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt thông thường. Vâng, xin được chia sẻ với bà con ở đây, bởi vì rõ ràng là chỉ mùi hôi thối xung quanh khu vực mình sinh sống thôi thì cũng đã ảnh hưởng rất là nhiều tới việc hít thở, chứ đừng nói gì đến sinh hoạt hàng ngày. Và hơn nữa là tình trạng bị rác bủa vây thì cũng đã diễn ra khá là nhiều năm rồi, và không biết đến khi nào thì mới có thể xử lý dứt điểm. Vâng chị Hằng ạ, và đây cũng chính là lý do mà ngay sau khi tiếp nhận phản ánh này của nhiều người dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, phóng viên đường dây nóng Alo V9 của chúng tôi đã ngay lập tức đi tìm hiểu về sự việc này. Anh thanh niên này đã có hơn 7 năm làm việc tại công ty xử lý rác. Dù mức lương dư giả, nhưng anh cũng đành phải nghỉ việc giữa chừng. Em bị bệnh, em nghỉ luôn. Bệnh gì? Bị xuất huyết bao tử gì. Không có nhậu gì hết mà cũng bị luôn. Trong trọng nhiều người bị bệnh lắm. Bác sĩ nói là không có vô ở trong bãi rác nữa. Lần theo chỉ dẫn của người dân địa phương, chúng tôi đã tiếp cận ngay chính vị trí chôn lấp. Rác thải hàng ngàn tấn đã lấp cao. Đi len lỏi vào các đường nhánh, chúng tôi còn phát hiện một nơi được người dân cho biết là bể chứa chất thải sát cạnh các bãi rác Lộ Thiên. Và gần bể chứa chất thải là dòng kênh đang ngòm hôi thối, khiến nhiều người dân nghi ngờ nước thải bị xả ra kênh. Nhiều cư dân ở xã Thái Mỹ, Củ Chi cho biết, dù nhà ở cách xa vài km vẫn bị ảnh hưởng. Ngoài hôi thối, người dân còn gặp khó trong sử dụng nước sinh hoạt, vì ở đây phần lớn dùng giếng khoan nhưng bị chua phèn, có mùi lạ. Hồi đó thì nước kinh á thì nó trong, thì từ hồi bể rác về thì cái nước kinh thì nó đen đen. Già là sống mấy năm nữa, bây giờ có sợ thì cũng chết. Theo thống kê, nơi đây có hơn 220 cư dân của 7 xã và thị trấn Củ Chi bị ảnh hưởng bởi mùi hôi sinh ra từ hoạt động thu gom, tập kết và xử lý rác thải truyền thống tại các nhà máy hiện hữu. Ô nhiễm môi trường từ hoạt động xử lý rác tại đây đã được báo lên chính quyền. Và để khắc phục, năm 2003, thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt dự án bồi thường, giải tỏa để trồng cây xanh cách ly nhằm ngăn mùi hôi. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, đến nay dự án vẫn nằm trên giấy. Bên cạnh đó, từ năm 2009, cả hai công ty đã đồng loạt khởi công xây dựng nhà máy đốt rác phát điện theo công nghệ hiện đại với quy mô vốn lên đến hàng ngàn tỷ đồng, dự kiến 2020 đi vào hoạt động. Thế nhưng đến nay, dự án vẫn im lìm. Người dân nơi đây lại thêm một lần thất vọng. Họ cũng cho rằng đã kêu than quá nhiều nhưng vẫn không được giải quyết, đến nỗi giờ đây chỉ biết chấp nhận mà sống cùng mức tiền hỗ trợ độc hại là 50.000 đồng mỗi người một tháng. Đâu có xài cái nước đó đâu, đâu có ăn uống nước đó. Thì mình cũng sợ thôi chứ. Nhà báo lên hỏi cái gì, nói cái gì, bắt đầu là mới mốt là trong công ty dịch ta nó không có cho là bảo hiểm hay là cho cái tiền độc hại tiền gì hết. Ta bán cá ly thia rồi dữ lắm, mà nay giờ không còn. Người dân cũng nhiều lần qua các cuộc tiếp xúc cử tri, phản ánh lên chính quyền địa phương, đã đề xuất kiến nghị giải pháp khắc phục. Nhưng nhiều năm qua, tình trạng ô nhiễm không khí tại nơi này vẫn tiếp tục tồn tại. Vâng, đó là ghi nhận bước đầu của đường dây nóng Alo V9, và chúng tôi sẽ tiếp tục liên hệ với các bên liên quan để có thêm những thông tin về vấn đề này và sẽ phản hồi đến bà con trong các bản tin Phương Nam hôm nay trực tiếp 12 giờ mỗi ngày trên VTV9. Và bên cạnh đó thì khi quý vị chúng ta có những vấn đề bức xúc cần phải lên án trong cuộc sống của mình thì quý vị hãy nhớ là hãy gọi về với chúng tôi với số điện thoại 0389 247 247.